Lịch Ngày Tốt xin chào các bạn, hãy đăng ký kênh để luôn cập nhật các video mới nhất nhé. Tử vi thứ 7, ngày mùng 4 tháng 11 năm 2017 của 12 con giáp. Tử vi hôm nay của người tuổi Dần có thiên tài nên những quyết định đầu tư, công việc kinh doanh của bạn rất tốt, hầu hết đều cho kết quả đáng ghi nhận, một số còn mang tới nguồn thu nhập đáng kể. Bạn có thể tính tới việc làm thêm, cơ hội đảm nhiệm thêm nhiệm vụ để tăng nguồn thu nhập cũng khá rộng mở. Còn các con giáp khác sẽ đón ngày mới ra sao? Hãy cùng theo dõi Lịch Ngày Tốt nhé! Tử vi tuổi Tý. Tử vi ngày 4 tháng 11 năm 2017 cho biết, người tuổi Tý do Tý Mùi tương hại nên tiểu nhân không ngừng quấy nhiễu, cố tình gây chuyện làm ảnh hưởng tới công việc và cuộc sống của bạn. Lúc này phải thật bình tĩnh vì nếu bị kéo theo những chuyện không đâu thì đó sẽ làm mất rất nhiều thời gian và công sức. Người tuổi Tý không có sự trợ giúp công việc nên tự mình cố gắng, bạn phải dựa vào thực thần để có cách cư xử lịch sự, chừng mực, khéo léo trong giao tiếp. Như vậy sẽ không có bị cô lập và ít nhiều tiểu nhân cũng dè chừng, không dám quấy phá, ngang ngược. Ngày có tài tinh, mặc dù công việc không quá khởi sắc nhưng bù lại thu nhập của bạn vẫn rất tốt. Thu nhập ổn định từ các khoản tiền lương không suy giảm, bạn còn có những nguồn thu thêm nhờ lao động chăm chỉ và được chiếu cố một chút từ người thân quen. Con số may mắn 5, 7, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường trắng, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Dần. Tử vi tuổi Sửu, bản mệnh đón ngày thứ 7 trong tâm trạng không vui vẻ khi mà Sửu Mùi tương xung. Có nhiều việc không như ý, ngoài quan hệ với mọi người kém hòa thuận thì vận trình cũng xuất hiện vận rui rủi khiến cho bạn lúc nào cũng bị thua thiệt, làm việc không suôn sẻ, kém hiệu quả hơn hẳn những dự định ban đầu. Mặc dù đúng là vận may không mỉm cười nhưng một phần lỗi cũng xuất phát từ thái độ của người tuổi Sửu. Bạn thiếu tích cực và bi quan khi gặp chuyện không ưng ý càng khiến cho mọi chuyện căng thẳng hơn. Kiến nghị bản mệnh nên giữ bình tĩnh, chủ động và lạc quan, nhìn nhận mọi việc theo hướng tích cực. Chính ấn âm thầm giúp đỡ bạn chỉ là bạn không nhận ra mà thôi. Cấp trên đang tạo điều kiện rất tốt cũng như cho bạn cơ hội để thể hiện bản thân mình. Vì vậy, đừng chỉ nhìn thấy chuyện xấu mà không nhận ra chuyện tốt dành cho mình. Con đường thăng tiến rộng mở, đâu cần phải nắm bắt lấy. Con số may mắn 2, 4, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường nâu, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Dậu. Tử vi tuổi Dần. Tử vi hôm nay của người tuổi Dần có thiên tài nên những quyết định đầu tư, công việc kinh doanh của bạn rất tốt. Hầu hết đều cho kết quả đáng ghi nhận, một số còn mang tới nguồn thu nhập đáng kể. Bạn có thể tính tới việc làm thêm, cơ hội đảm nhiệm thêm nhiệm vụ để tăng nguồn thu cũng khá rộng mở. Sự nghiệp của bản mệnh tuy không được tốt như vậy nhưng cũng không tới nỗi quá tệ. Ngày có chính quan nên làm việc thẳng thắn, nhanh gọn và đúng nguyên tắc. Bạn thích hợp với những hạng mục có tính chính xác cao, cần sự chăm chỉ, cần mẫn cũng như tinh thần trách nhiệm cao. Vận đào hoa đưa đẩy sao là đào hoa kiếp. Cẩn thận, bạn sẽ vướng vào những rắc rối không đáng có, gây phiền phức cho cuộc sống của mình. Tốt nhất là phải hạn chế bản thân mình, hành động đoan chính và khéo léo, tránh dây dưa, rắc rối về tình cảm. Con số may mắn 4, 9, giờ tốt 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, trắng, quý nhân phù trợ, người tuổi Dậu, Tuất. Tử vi tuổi Mão. Người tuổi Mão đón ngày cuối tuần có tam hợp cục vượng quý nhân. Bạn đi tới đâu cũng được người giúp đỡ nhiệt tình, quen biết với nhiều người. Thậm chí cả những người không quen cũng sẵn lòng khi bản mệnh gặp chuyện không may nên bạn cảm thấy khá vui vẻ và ấm áp. Sự nghiệp và tài lộc đều rất khả. Chủ yếu là sự hòa hợp về quan hệ xã giao cũng như giúp bạn làm nhiều việc hiệu quả hơn và kiếm tiền thoải mái hơn. Tuổi Mão có thể dựa vào quý nhân để tìm kiếm vận may cho mình. Cố gắng phát triển trong dịp này là thuận lợi nhất. Duy có một điểm không tốt lắm chính là sức khỏe của bạn. Ngũ hành tương khắc khiến cho gan hoạt động kém, bạn cần phải tăng cường uống nước, ăn nhiều rau xanh, thanh nhiệt giải độc, đồng thời hạn chế chất kích thích, đồ uống có cồn và các loại thực phẩm kém dinh dưỡng. Con số may mắn 2, 5, giờ tốt 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, xanh dương, đen, quý nhân phù trợ, người tuổi Sửu, Hợi. Tử vi tuổi Thìn. Tử vi ngày 4 tháng 11 năm 2017, người tuổi Thìn cảm thấy không khỏe do thổ vượng hại dạ dày. Chỉ một bữa không ăn uống tử tế cũng có thể khiến bạn đau suốt cả ngày. Suy nghĩ, lo lắng và áp lực cũng là nguyên nhân gây sức ép khiến dạ dày bị đau. Vì vậy, ngoài việc sinh hoạt điều độ thì bản mệnh cần phải thoải mái, thư giãn tinh thần. Sự nghiệp của bạn có thiên ấn trợ lực đang trong giai đoạn cần phải tập trung nhiều sức lực nên bận rộn là điều không thể tránh khỏi. Sự tin tưởng càng lớn thì trách nhiệm càng cao, đồng thời với việc bạn phải thận trọng hơn trong mỗi quyết định của mình. Nhắc nhở một điểm nữa là vận trình của người tuổi Thìn báo phát sinh nhiều biến động. Vì thế bất cứ khi nào cũng cần phải tỉnh táo và sáng suốt, nhất là trong các lựa chọn liên quan tới tài chính, hay xem xét thận trọng bởi có tiểu hao, một số khoản thu nhập bị thâm hụt.
con số may mắn 3, 9, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, nâu, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Tý. Tử vi tuổi Tỵ. Xem tử vi của người tuổi Tỵ báo rằng cặp kiếp tài khiến cho bạn dễ có họa mất tiền, mất đồ. Trong ngày này, tốt nhất không đầu tư, không quyết định dự án mới, không cho người khác vay mượn tiền. Khi tới những nơi đông người, cần phải bảo quản tài sản thật chu đáo và không mang theo nhiều đồ đắt tiền. Công việc không có tiến bộ, bạn không gặp cát tinh, cũng không có thập nhập thần nào nâng đỡ. Tự bản thân làm việc bình thường, duy trì trạng thái ổn định. Vì vậy, những khoản thu cũng ở mức vững vàng, như thường chứ không có gì khởi sắc. Như vậy, cho là đủ một ngày cuối tuần rồi, hay hài lòng và lên kế hoạch mới cho tuần sau thôi. Bạch hổ mang đến họa huyết quang, cẩn thận tai nạn khi xe cộ, va chạm, bị vật nhọn gây đâm tổn thương, cơ thể. Bạn nên tránh sử dụng những vật dụng bằng kim loại có nguy cơ gây họa cao như là máy cắt, máy khoan và hạn chế tới những nơi nguy hiểm như công trường xây dựng. Con số may mắn 8, 9, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, cam, tím, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Mùi. Tử vi tuổi Ngọ. Xem bói tử vi thứ 7 của người tuổi Ngọ có tài tinh chiếu mệnh, nên tài vận rộng mở, có nhiều cơ hội hợp tác làm ăn hoặc nhận được công việc thu nhập tốt. Dù là cuối tuần nhưng bạn sẽ khá bận rộn đấy. Làm việc chăm chỉ mới thu được hồi báo xứng đáng, tích lũy thêm cho tương lai. Ngày nay công việc sẽ gặp quan tinh, nhưng ngoài tác dụng trợ giúp để bạn làm việc tốt hơn, có định hướng rõ ràng hơn thì tương quan cũng gây ra thị phi. Tuổi Ngọ đối diện với những lời đồn vô căn cứ, ảnh hưởng tới uy tín cá nhân, cạnh tranh không lành mạnh. Dù rất nhiều việc, nhưng đừng quên nghỉ ngơi thư giãn và dành chút thời gian cho bản thân mình. Chạy bộ, tập thể thao là những khoảng thời gian giúp bạn giải phóng những căng thẳng, đồng thời rèn luyện thể lực, khỏe mạnh sẽ làm việc hiệu quả hơn, minh mẫn hơn. Con số may mắn 4, 6, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, tím, đỏ, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Sửu. Tử vi tuổi Mùi. Tử vi hàng ngày của người tuổi Mùi do kiếp tài xuất hiện nên họa mất tiền rất rõ ràng. Bạn có thể tránh họa bằng cách xuất tiền mua đồ hoặc cho, tặng người khác. Như vậy là bản thân mất một khoản tiền nhưng lại làm được việc có ích, không tính là thua thiệt. Đồng nghiệp có vẻ không vừa mắt bạn, chuyên gây khó dễ hoặc cố tình hãm hại. Thất sát đang nóng nảy, bốc đồng nên tuổi Mùi nói năng thiếu suy nghĩ, cư xử chưa khôn ngoan. Điều này sẽ khiến bạn bị mang tiếng không tốt trong khi lỗi ban đầu không thuộc về mình. Dù sao cũng là cuối tuần rồi, đừng nghĩ ngợi nhiều nữa, gạt hết những chuyện không vui ở nơi làm việc sang một bên và hẹn hò đi. Sao hồng loan sáng chói, đường tình cảm tốt đẹp như vậy, tội gì mà không tận hưởng. Khi vui vẻ hạnh phúc, bạn sẽ kiềm chế được thất sát đấy. Con số may mắn 2, 6, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Tỵ, Dần. Tử vi tuổi Thân. Theo tử vi thứ 7 của 12 con giáp, người tuổi Thân có một ngày tài lộc phong phú nhờ có thổ sinh kim vượng, thiên tai không thiếu nhưng bạn không thể ngồi chờ giãn được. Làm việc chăm chỉ, năng động, cầu tiến, tận dụng tốt cơ hội thì bản mệnh sẽ thu nhập tốt, có thêm việc, đảm bảo tương lai càng ngày càng tốt. Ngày có thực thần, quan hệ xã giao bên ngoài của bạn thuận lợi, góp phần không nhỏ trong việc xây dựng những mối làm ăn, hợp tác, công việc. Nhưng sự khéo léo đưa đầy giả tạo ấy lại không thích hợp với người thân, người yêu, bạn bè đâu, nên hãy phân định rõ ràng để cư xử tốt hơn nhé. Sức khỏe của người tuổi Thân ổn định nhưng đừng lơ là vì nền tảng thể lực của bạn không tốt lắm. Có điều kiện thì nên đi tập thể dục đều đặn thường xuyên, chỉ chạy bộ hoặc đi bộ thôi cũng có thể giúp ích rất nhiều cho cơ thể. Ngoài ra nên tham gia một bộ môn thể thao để tăng cường tính cạnh tranh cho mình. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 15 giờ đến 17 giờ, màu sắc cát tường, xanh lá, hồng, quý nhân phù trợ, người tuổi Thân, Hợi. Tử vi tuổi Dậu. Xem tử vi phương đông của 12 con giáp, người tuổi Dậu có đường thăng tiến rất tốt nhờ có chính ấn nâng đỡ. Bạn được cấp trên tín nhiệm và tạo cơ hội để phát triển nên có nhiều khả năng đạt thành tựu, khẳng định vị trí của bản thân ở nơi làm việc. Ngày gặp đào hoa, người thương tình cảm mà người thân cũng ấm áp. Sao thiên hỷ báo tin mừng, bạn được mời tới dự các bữa tiệc vui hay chính mình muốn tiến tới việc hỷ. Cả tình duyên lẫn sự nghiệp đều viên mãn, hôm nay là ngày rất đẹp của người tuổi Ngọ. Nhưng sức khỏe của người tuổi Ngọ không được tốt cho lắm vì thổ sinh kim vượng, lại khiến phổi khí bị tổn thương, bạn dễ mắc bệnh về hô hấp, tại mũi họng, nhất là trong thời điểm thời tiết thất thường như thế này. Nếu không chú ý thì nguy cơ cảm lạnh, cảm cúm, viêm họng là rất cao. Con số may mắn 3, 5, giờ tốt 17 giờ đến 19 giờ, màu sắc cát tường, ánh kim, vàng, quý nhân phù trợ, người tuổi Mùi, Sửu. Tử vi tuổi Tuất.
Tử vi ngày 4 tháng 11 năm 2017 của người tuổi Tuất có hoa cái chủ về tài ba hoa nghệ thuật, có tâm hồn phong phú và nhiều ý tưởng mới mẻ, nhưng đáng tiếc là không có đất dụng võ, không được người khác ghi nhận và thiếu cơ hội phát triển nên công việc chưa được như ý. Sự nghiệp bình thường, đều đi làm, bạn có nêu những kiến nghị thì cũng không được duyệt nên cảm thấy rất buồn. Mách bản mệnh một phương án là nên tìm cơ hội ở bên ngoài, tự mở nối đi riêng bằng công việc làm thêm, đúng chuyên môn sở trường, đó có thể tạo cho bạn nhiều tiềm năng. Chuyện tình cảm vì quá mức nhiệt tình, nhờ sao đào hoa hỗ trợ, song chưa chắc đã tốt bởi đối phương cảm thấy bạn vô vập, chưa đủ chín chắn. Về phương diện này, cần phải thuận theo tự nhiên, chủ động, tích cực, có chừng mực, lưu ý hành vi của mình nhiều hơn nhé. Con số may mắn 4, 8, giờ tốt 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, cà phê, xám, quý nhân phù trợ, người tuổi Ngọ, Tỵ. Tử vi tuổi Hợi, khác với tử vi ngày 3 tháng 11 năm 2017, hôm nay có tam hợp cục ủng hộ đường nhân duyên của người tuổi Hợi. Người độc thân hay đã có đôi đều nên ra ngoài hẹn hò, bởi đó sẽ là những kỷ niệm đẹp. Nếu bạn cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào, tinh thần phấn chấn bởi được yêu thương và quan tâm. Người tuổi Hợi không có nhiều tham vọng trong công việc hay kiếm tiền, bạn chỉ hoàn thành trách nhiệm và muốn nghỉ ngơi. Thuận theo tam hợp, các phương diện này bình ổn, không có trở ngại nhưng có vẻ như cấp trên đang chú ý hơn tới thái độ làm việc của bạn đấy. Sức khỏe của tuổi Hợi khá ổn định nhưng vẫn nên đi kiểm tra định kỳ để theo dõi, kịp thời phát hiện những vấn đề bất thường. Đồng thời hãy chú ý tới người nhà, chăm sóc nhiều hơn tới mọi người trong gia đình, nhất là người lớn tuổi, thường xuyên trò chuyện hỏi thăm để tạo không khí thuận hòa. Con số may mắn 1, 2, giờ tốt 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, trắng, xanh dương, quý nhân phù trợ, người tuổi Mão, Ngọ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi chương trình tử vi của lịch ngày tốt. Chúc các bạn có một ngày mới vui vẻ và gặp nhiều may mắn. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.